ngắm nhan sắc của nữ MC thể thao bị trêu chọc vì quá nóng bỏng. Trận đấu giữa Napoli và Rijeka tại Serie A hôm 29 tháng 9, nữ MC Gillette Taliotta có mặt trên sân vận động trước giờ thi đấu để dẫn hiện trường. Người đẹp xuất hiện trong trang phục áo crop top trắng kết hợp chân váy bút chì màu hồng ôm sát khoe trọn thân hình đồng hồ khác. Vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng của nữ MC thu hút sự chú ý của cổ động viên có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, một số cổ động viên đã huýt sáo, trêu chọc người đẹp với lời lẽ tục tiểu. Video ghi hình còn ghi lại rõ tiếng cổ động viên hét lên: "Hãy bỏ áo của em xuống đi." Bị trêu chọc nhưng Leota vẫn tập trung thực hiện công việc của mình. Trước khi rời đi, nữ MC hướng về phía các cổ động viên, giơ ngón tay cái chỉ xuống dưới đất biểu thị ý cự tuyệt. Hành động đáp trả dứt khoát nhưng không kém phần chuyên nghiệp của MC được đánh giá cao. Leota sinh năm 1991. Leota từng giành danh hiệu Hoa hậu Thanh Lịch trong cuộc thi Hoa hậu Italy 2009. Năm 2015, cô tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Đại học Louis ở Rome. Trước khi bén duyên với thể thao, Leota là MC dẫn chương trình thời tiết. Trang cá nhân của Leota hiện có tới 4,6 triệu người theo dõi. Ngắm vẻ đẹp nóng bỏng của MC Leota.